đứng thẳng, cầm lấy thanh tạ, gập hông xuống và cảm nhận độ căng ở đùi sau. Đây là vị trí bắt đầu của bài tập. Kéo tạ, đồng thời ép chặt hai xương bả vai, dừng kéo khi hai xương bả vai đã chặt hết cỡ. Giữ tại vị trí này một lúc. Hạ tạ về vị trí ban đầu và chuẩn bị cho rep tập tiếp theo. Hạ tạ thì hít vào, còn khi kéo lên thì thở ra.